ăn mặc là kỳ quần lại xếp nhiều ly. Các cô ơi đừng nên rêu hạnh, sanh con ra và hại mẹ chứ báo cha, sanh con ra đâu nở sanh lòng. Vì lòng an quy em rung lúc ngàn bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh cò. Đây nè, rồi quay lên là thằng này nó sáng sớm mà nó nhậu luôn nè, bước con lớn rồi đó. Mấy giáo viên Quỳnh Đồng Vũ chào anh chị các bạn. Đây là cảnh mà mấy anh em mấy cắt chuẩn bị chuyển máy lên bờ. Còn cái ông kia giờ người ta ăn cơm xong mà giờ này ổng còn mới ăn trời, hai ổng ăn nãy giờ ổng ăn nữa. Nhậu hả? Hết lết luôn hả? Kìa, ổng đứng ổng ăn kìa. lý do gì nhậu sớm hả? Nhậu sớm là có năng lượng, lên nó mới máu. Rồi anh sửa gì nữa ơi? Em mới kéo sửa gì vậy? Dạ hả? Chứ bây giờ đi làm mấy kéo ai điện thoại làm chi trời? Dạ hả? Xuống coi ông kia ông châm dầu kìa. Dầu mà. Ủa, cái bình dầu đó đổ được bao nhiêu lít ta? 90 lít. Can này 30 hay 50? 3 can. 90 lít là chạy được mấy mẫu hả? Ví dụ nó đứng bình thường đi, không có quặn hết trời. Nó đứng thì 5 mẫu 6 mẫu hết bình đó hả? Ừ. Để khỏi quặn luôn trời, khỏi luôn. Người ta ăn nãy giờ rồi, giờ ta chuẩn bị đi làm, hai ông này giờ còn ăn trời. Nhậu chứ ăn không? Có không? Cái bình đó là gì vậy? Rượu. Nhậu hết lít rồi đó. Đâu? Hả? Ôi trời. Chống mặt. Chống mặt luôn trời. Đó là Thiên Vũ. Dạ Thiên Vũ hả? Bảy này Thạch Vũ. Thạch Vũ hả? Thạch Vũ. Thạch Vũ 2K đó chứ đâu phải tên vậy đâu. Cũng mới muốn kêu Vũ. Đây nè, còn ông kia sáng ngày ăn chưa, sao ốm nhom mà trời, ta làm sao gà 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 gố vậy? Làm quá ốm mọi ơi. Dạ dạ, dạ dạ, xin kính thưa ông bà và cô bác. Rồi sao nữa? Qua ba lớp chân tình, nói về đời phụ nữ cái văn minh. Hỡi ra đi thì tiền bạc bạc tiền thống dân nam cô bán đã quên rồi, ăn mặc là kỳ quần lại xếp nhiều ly. Các cô ơi đừng nên rêu hạnh, sanh con ra rồi hại mẹ chứ báo cha, sanh con ra đâu nở sanh lòng. 537 cô đầu quăn uống đầu kiểu bụng ố gà, đi trên con đường mòn chống khệt con kênh không cho đi chơi dục dặt dùng dằn, khi cho đi chơi rồi 3-4 ngày thì đổi một cái tà răng. Hay quá, giống mấy ông vô tay, hay ông vô tay lắm. Trời ơi, thấy không? Nói hai cái con mái của cô ta, một con lên hướng đây, một con lên hướng bà kinh bên kia. Giờ 9 giờ cũng chuẩn bị cắt. Đây mấy con nhỏ thích leo lên mấy cái cột. Chỉnh ra con ơi. Chết khiếp. Dạ. Ở đâu nè? Đây nè. Đấy, anh này là đẹp trai nhất ở đây luôn nè.
ông đẹp trai nhất luôn. Dạt phà ra cộng vô là được luôn một con máy này các bạn. Rồi con máy này chấm dầu nữa hả? Lát con xách dầu lên. Hai con kia nó lên mấy anh kia kìa. Còn cái phà này dạt ra đây. Dạt phà ra để tránh một ác. Nhưng mấy cái rau này nó ăn được hả chú? Không biết. Người ta kêu rau dền Nhật gì đó. Dùng. Ăn được nhưng mà nó dở lắm, không bằng cái gia đình mình. Chứ như vậy đó, bữa cô nghe mấy cô kia nói. Bà trồng nhiều lắm mà ăn dở. Nó mấy cái dâu dền chú cắt đó là ngon đó. Bữa nay cắt lúa cho chú hả? Mốt à. Sáng ngày mấy ông trong khi giặt lúa là 8. Còn anh kia anh đổ dầu. Ông nội kia chỗ mỏ qua gì vậy nữa kìa. Tối mấy ông đi nhậu. Tối mưa nhậu cho nó đỡ buồn. Điểm cầu à. Qua cầu máy cắt nãy nó lên chẹt giờ nó chạy đấy các bạn.
đây. Này chờ chắc phải cả tiếng họ mới có lúa ở chợ. Này nó bẫy ghê. Hai cái máy cắt kia các bạn. Đó, hai cái. Máy cắt như cắt hoa cái ram này. Bên này con máy nữa. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.